Áp Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải nghe về Xin chào tất cả các con học sinh thân mến Chào mừng các con đã đến với khóa học bài giảng toán lớp 4 Bộ sách mang tên Kết nối tri thức Chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu xong bài số 40 Đến bài học ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thêm một kiến thức nữa Đó là kiến thức Nhân chia với 10, 100 và 1.000 Vậy khi tân nhân hoặc chia với 10, 100, 1.000 Thì có gì khác biệt so với những số khác Thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé Đầu tiên chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần khởi động Cô có một trò chơi mang tên tìm trứng khủng long. Và bây giờ các con sẽ cùng cô chơi trò chơi này nhé. Ở đây cô có tổng cộng là 4 quả trứng. Và nhiệm vụ của các con đó là giúp các quả trứng này có thể nở ra được thành những chú khủng long nhỏ. Như vậy, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi đầu tiên. 2 x 10 bằng bao nhiêu? À, ở lớp 3 thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu rồi. 2 x 10 ta sẽ nói 2 nhân 10 bằng 20 đúng không nhỉ? Rồi, rất chính xác. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu 6 nhân đến 100 bằng bao nhiêu? Như vậy ta cũng nhẩm ta lấy 6 nhân với 100 sẽ bằng 6 nhân 1 và bằng 6. Thêm đơn vị trăm ở đằng sau, ta được kết quả là 600. 100 nhân 9 bằng bao nhiêu? À, như vậy ta cũng dễ dàng trả lời được rằng 100 x 9 bằng 900. Và cuối cùng, 50 chia 10 bằng bao nhiêu? Ta nhớ lại bảng chia 5 thì ta thấy 50 chia cho 10 chính bằng 5. Như vậy ta sẽ được kết quả bằng 5. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu phần khởi động Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem phép nhân chia với số tròn trăm, tròn nghìn và tròn chục sẽ có gì khác biệt so với những số bình thường nhé. Các con sẽ quan sát bức tranh ở dưới đây cho cô. Cô có bức tranh và bạn Việt thì nói rằng có tất cả bao nhiêu lá cờ nhỉ? Bạn Mai nói 36 nhân 10 Và bạn nam thì nói rằng Có 10 dây cờ Mỗi dây có 36 lá cờ Vậy bạn robot Thì nói rằng Tớ có thể nhầm ngay được kết quả đấy Vậy tại sao mà bạn robot Có thể nhầm ngay được kết quả nhỉ À như vậy Thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem Tại sao mà bạn robot Lại có thể nhầm được luôn kết quả nhé 36 x 10 ta sẽ đổi dùng tính chất giao hoán ở bài học hôm trước chúng ta đã được học là ta sẽ đổi thành 10 nhân với 36 và ta nhẩm 10 chính là một chục nhân với 36 sẽ bằng 36 chục 36 chục trích đó. tức là sẽ bằng 360 đúng không nhỉ Vậy 36 nhân 10 chính bằng 360 Ngược lại, từ 36 nhân 10 bằng 360 Ta có, ta đổi ngược lại ta lấy tích chia cho. Thừa số thứ 2 bằng 360 chia cho 10 và bằng 36. Vậy các con sẽ thử tính cho cô xem 36 mà nhân với 100 thì bằng bao nhiêu? Ta cũng làm tương tự như ý a. Ta thấy rằng 36 nhân với 100 sẽ bằng ta sẽ sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân. Ta tách 100 ra sẽ bằng tích của 10 nhân với 10 đúng không nhỉ? Vậy 36 mà nhân với tích của 10 nhân với 10. Ta dùng tính chất giao hoán ta nhóm 36 với 10 vào với nhau và để 10 ở bên ngoài. Vậy 36 mà nhân với 10 thì sẽ bằng 360. 360 mà nhân với 10 thì ta sẽ được kết quả là 360 chục tức là 3600 đúng không nhỉ? Vậy ngược lại, 3600 mà chia cho 100 thì ta sẽ ra kết quả là 36. Vậy sau khi chúng mình đã cùng nhau đi tính thì các con lại thực hiện tương tự phép tính 36 mà nhân với 1000 cho cô. Thì ta cũng tách 1000 bằng 10 x 10 10 nhân với 100 đúng không nhỉ? Và 36 ta nhóm với 10 sẽ bằng 360. 360 mà nhân với 100 thì ta sẽ ra được kết quả là 36.000. Từ đó ta đổi ngược lại ta được 36.000 mà chia cho 1.000 sẽ bằng 36. Sau khi chúng mình đã cùng nhau đi thực hiện phép tính 36 nhân 10 36 x 100 và 36 x 1000. Vậy các con có thấy điểm gì đặc biệt ở trong ba phép nhân này không? À, như vậy sau khi chúng mình đã thực hiện thì chúng ta dễ dàng thấy rằng khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000 vân vân, ta viết thêm 1, 2, 3 vân vân, chữ số không vào bên phải của số đó. Khi chia số tròn trục tròn trăm, tròn nghìn, vân vân, cho mười, một trăm, một nghìn, vân vân. Ta bỏ bớt đi một, hai, ba, vân vân chữ số không ở bên phải của số đó. Vậy đây chính là nhận xét mà các con cần phải thuộc và ghi nhớ cho cô nhé. Bây giờ sau khi chúng mình đã đưa ra được nhận xét rồi Thì các con sẽ cùng nhau thực hiện ví dụ này cho cô nào 68 nhân với 10 À, như vậy ta thấy rằng 10 có một chữ số 0 Như vậy số 68 ta chỉ cần thêm một chữ số 0 đằng sau Vậy ta được 68 x 10 bằng 680 990.000 mà chia cho 1.000 Ta thấy rằng 1.000 có 3 chữ số 0 Như vậy khi ta lấy 990.000 mà chia cho 1.000 thì ta chỉ cần bỏ bớt 3 chữ số 0 ở đằng sau của số 990.000 và sau khi ta bỏ bớt 3 chữ số 0 ta sẽ được kết quả là 990. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu cách nhân chia với cho số có 10, với số 10 này, 100 và 1000 rồi. Thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào phần hoạt động. Cô có bài tập số 1, tính nhẩm. Ở đây cô có tổng cộng là 6 phép tính. 14 x 10, 18.390 chia 10, 1.348 x 100, 328.000 chia cho 100, 5.629 x 1.000, 378.000 chia cho 1.000. Vậy các con chỉ cần nhớ lại cho cô các nhận xét và chúng ta vừa đưa ra được đó. Và chúng ta sẽ dễ dàng làm được bài tập số 1 đúng không nhỉ? Đầu tiên là 14 x 10. Ta thấy 10 có một chữ số 0 đằng sau. Như vậy 14 x 10 ta chỉ cần viết thêm một chữ số 0 đằng sau số 14. Và ta được kết quả là 140. Tiếp theo là phép tính 18.390 chia cho 10 ta thấy 10 có một chữ số 0 như vậy khi mà ta lấy 18.390 chia cho 10 ta chỉ cần bỏ bớt một chữ số 0 ta sẽ được kết quả là 1839 tiếp theo là phép tính 1 1348 nhân đến 100 ta thấy rằng số 100 có hai chữ số 0 như vậy số 1 1348 ta chỉ cần nhân thêm hai chữ số 0 đằng sau, ta được kết quả là 134.800. Phép tính 328.000 chia cho 100, ta thấy rằng 100 có hai chữ số 0. Như vậy số 328.000 ta sẽ bỏ bớt đi hai chữ số 0, ta được kết quả là 3.280. Và phép tính tiếp theo, 5.629 với 1.000, ta thấy 1.000 có 3 chữ số 0, vậy ta sẽ thêm 3 chữ số 0 đằng sau của số 5629 và ta được kết quả là 5.629.000. Tiếp theo là phép tính 378.000 chia trong 1.000, ta cũng thấy rằng 1.000 có 3 chữ số 0, như vậy số 378.000 ta chỉ cần bỏ bớt 3 chữ số 0 và ta được kết quả là 378. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau thực hiện tính nhẩm các phép nhân, phép chia với số 10, 100 và 1.000 rồi. Thì bây giờ các con sẽ cùng cô bước vào bài số 2. Bài số 2 có đề bài như sau. Robot chạy 10 vòng quanh sân vận động, biết mỗi vòng quanh sân dài 375 mét. Hỏi, robot đã chạy bao nhiêu mét? Vậy bài toán này cho con biết gì rồi nhỉ? À, đề bài người ta cho con biết đó là Robot chạy 10 vòng quanh sân vận động Biết mỗi vòng quanh sân dài 375 mét Và bài toán hỏi gì nhỉ? À, bài toán hỏi robot đã chạy bao nhiêu mét? Vậy ta biết một vòng quanh sân thì dài 375 mét Vậy 10 vòng quanh sân vận động sẽ dài bao nhiêu mét thì ta có tính được không nhỉ? À, ta đã trở về bài toán tìm một số khi gấp lên một số lần rồi. Như vậy, ta sẽ tóm tắt như sau. Một vòng 375 m vậy 10 vòng 2 chấm hỏi chấm m Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính được rồi. Ta sẽ trả lời là robot đã chạy được số mét là 375 nhân với 10 bằng 3.750 m Đáp số 3.750m. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần hoạt động. Bởi bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào phần vận dụng. Cô có trò chơi mang tên tính nhẩm. Đố bạn, 1234 mà nhân với 10 thì bằng bao nhiêu? À, như vậy, 1234 mà nhân với 10 ta sẽ được kết quả là 12.340 đúng không nhỉ? Vậy các con sẽ cùng đấu các bạn ở trên lớp các câu và các phép tính khi mà ta nhân một số hoặc chia một số với 10, 100 hoặc 1.000 nhé. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu sang bài số 41 Nhân, chia với 10, 100, 1000 cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt rách